Rồi bây giờ chúng ta sẽ khui hợp cái phiên bản bộ ly Yeti, phiên bản đặc biệt, phiên bản veteran, phiên bản của hội cựu chiến binh Mỹ. Thì cái bộ ly này hiện tại đang có giá là hơn 10 triệu đồng. Hơn 10 triệu đồng. Và bây giờ là không còn sản xuất, cũng không còn hàng bán nữa. Trong một đêm là mình vô tình mình thấy nó tự nhiên tung ra, thì mấy anh em mới ngồi lại mua một ít. Thì bây giờ là sau khi mà nó đã hết xong, thì bởi vì cái màu nó quá đẹp đi, cho nên rất là nhiều nơi đang đấu giá lại cái ly này. Và giá khởi điểm cho một cái đang có thể là lên đến 300 đô. Tức là mỗi một cái ly nó có thể về Việt Nam với giá trên 10 triệu đồng. Và đây là bộ ly 3 cái, có thể nó có giá cũng sắp xỉ gần 1.000 đô. Em là hoa bướm mong non, em đang lên trong mùa kịch mờ. Sự vui có đèn cảnh phong, có đời anh hóa dương, sống anh vui trong tình yêu thương. Một đời anh đã mừng sáng. Bây giờ là 10 giờ đêm, mình đi nhận cái bộ ly Yeti phiên bản đặc biệt, phiên bản giới hạn. Mà như theo như mình biết thì bây giờ mỗi một cái ly nó đáng giá 10 triệu trên thị trường. Và bây giờ là không cách nào mà kiếm được cái ly đó nữa. Hàng mới về nóng hổi. Bộ ly nhân ngày Veteran Day. Cái đồ bên Tân Phú qua. Đây là cái túi giấy. Đây là cái túi giấy nguyên gốc mà do hãng gửi về, là cái túi giấy này nó được làm đặc biệt dành cho cái dịp này luôn, dành cho cái dịp này luôn. Bộ ly đóng gói rất đẹp. Rồi bây giờ đem vô nhà khui hộp ra nha. Rồi khui thôi. Đây, ai là người cung cấp cái ly này? À, cái hộp hồi giao sẵn có cái đóng logo Yeti, nên chúng ta sẽ khui ở chiều ngược lại vậy. Wow, đã các bạn. Đây là màu đây là cái màu đỏ, màu đỏ kiểu Iron Man. Ngày xưa cái logo này ở một cái ly Yeti thường, logo nằm ở dưới đi, mình lấy cái ly của mình cho mình các bạn xem. Đây là cái ly phiên bản tiêu chuẩn. Phiên bản tiêu chuẩn thì một mặt thì nó sẽ in nổi, và một mặt nó có một cái chữ in khắc laser inox lộ ra ở đây. Thì phiên bản đặc biệt nó dời cái logo lên đây. Ngày xưa mọi người tưởng là nó sẽ lấy cái màu Cooper, sau đó nó sơn một cái lớp Duracoat lên, nhưng mà không phải. Đây là cái ly sản xuất mới hoàn toàn, sản xuất riêng cho cựu chiến binh. Rồi đây là ly màu đỏ. Tiếp theo
đây là màu trắng. Wow. Và cuối cùng là cái ly màu xanh. Đây. Rồi, ba màu xanh trắng đỏ này là ba màu nằm trên lá cờ Mỹ. À, để xem trong đây có gì. Khi các bạn mua ly Yeti á, thì bên trong họ sẽ cho các bạn một cái sticker và những giấy giới thiệu như thế này. Thì phiên bản đặc biệt này nó sẽ cho các bạn một cái sticker như thế này, đặc biệt. Giống nhau hết tất cả các ly không ta? Rồi, như vậy là giống nhau hết tất cả các ly. Đây, giống nhau hết tất cả các ly. Ba màu, rất đẹp. Thì ly Yeti nó sau này họ luôn trang bị sẵn cái nắp như thế này. Và cái nắp này rất là hay. Hay ở chỗ là nó bằng là bằng 500, cho nên các bạn rất là dễ tháo ra để các bạn vệ sinh. Thì tại vì sao? Vì khi bạn uống nước, các bạn uống nước có đường, nước có màu hay gì đó, thì cái việc mà nó kẹt lại ở giữa những cái nắp slide, những cái chỗ mà slide này nè, nó sẽ làm cho chúng ta khó vệ sinh, nó có mùi. Thì việc Yeti nghĩ ra bằng cách là họ để cái 500 vô đây sẽ cực kỳ hay. Rồi, đây là cái ly màu xanh navy. Trên này là màu vàng đồng, rất đẹp. Đây là ly màu trắng vàng đồng, logo cờ Mỹ ở đây là nhìn rõ nhất, cái ly màu trắng. Còn đây là cái ly màu brick red, một vàng đồng cờ Mỹ. Rồi, hai cái ly màu đỏ và màu xanh thì mình chưa tìm thấy chỗ bán lại. Nhưng riêng cái ly xin lỗi các bạn, cái ly màu đỏ và cái ly màu trắng mình chưa tìm thấy chỗ bán lại, nhưng mà riêng cái ly màu xanh navy này nè, màu xanh navy này thì hiện tại á, trên eBay á, đã có người đang bắt đầu đấu giá và giá khởi điểm là $299 cho một cái ly màu xanh này. Và $299 sau khi mua xong cộng thuế, cộng cả việc vận chuyển về Việt Nam, thì cái ly màu xanh này ở Việt Nam nó sẽ có giá khoảng đâu 10 triệu. Và bộ ly này thì nếu như mà theo cái giá mà $299 mà nhân lên thì bộ ly này có giá khoảng đâu gần 30 bạc. Nó cũng hơi nặng, hơi nặng tiền. Rồi, cũng có một cái link gần nhất mà mình cũng có xem là có một chỗ đang đấu giá bộ ba ly này và giá khởi điểm là $350 cho bộ ba ly. Nhưng mà chắc là khó mà các bạn có thể mua được giá khởi điểm, vì chắc chắn là có sẽ nhiều người người ta mua, người ta săn, vì bọn những người chơi ly giữ nhiệt Yeti họ rất là đang thèm khát bộ ly này, họ đang săn bộ ly này. Bộ ly này, bộ ly Veteran, ly hội cựu chiến binh, nó ra mắt cái ngay trước đêm bầu cử Mỹ. Ngay trước đêm bầu cử Mỹ. Rồi, ok, đẹp quá. Xem lại lần nữa nha. Xanh, đỏ và trắng.